Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết sáng ngày 5 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, do khối không khí lạnh đang trong giai đoạn suy yếu và lệch đông, thêm vào đó là áp thấp nóng phía Tây phát triển. Chính vì vậy mà trong ngày hôm nay, thời tiết tại Bắc Bộ vẫn tiếp tục được phân chia thành hai vùng rõ rệt. Tại phía Tây Bắc Bộ thì trời chủ yếu là ít mây với nhiệt độ sáng nay phổ biến trong khoảng từ 14 cho đến 17 độ, một số nơi vùng núi xuống dưới 12 độ. Trong khi đó thì tại phía Đông Bắc Bộ độ ẩm cao hơn, trời vẫn còn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nhẹ và nơi vào lúc sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 cho đến 19 độ. Ngoài ra, vào lúc sáng sớm, hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ còn có nguy cơ xảy ra tại nhiều nơi trên khắp các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là những nơi gần sông suối, ao hồ và các cung đường đèo. Do đó, mọi người dân khi xuất hành vào lúc sáng sớm thì cần hết sức lưu ý, di chuyển chậm và sử dụng tín hiệu đèn hợp lý, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra để mọi người dân có những chuyến xuất hành thuận lợi và gặp nhiều may mắn trong những ngày đầu năm Giáp Ngọ. Càng về trưa thì sương tan dần khi trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu thì nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới ngưỡng 29 cho đến 30 độ. Thời tiết tốt cũng đang diễn ra trên hầu khắp các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ. Tại các tỉnh thuộc khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mặc dù còn nhiều mây vào thời điểm đêm và sáng sớm, nhưng trời phổ biến là không mưa. Còn ban ngày thì trời giảm mây và hửng nắng với nhiệt độ cao nhất trưa nay dao động trong khoảng 25 cho đến 28 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trong những ngày tới thì phổ biến ít mưa, còn ban ngày trời có nắng. Nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Khánh Hòa thì nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 25 đến 28 độ. Riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có thời gian nắng trong ngày khá cao, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay có thể tăng lên mức 27 cho đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết không có biến động nhiều so với những ngày trước. Trời chủ yếu là ít mây, không mưa, ban ngày trời có nắng. Tại Tây Nguyên nhiệt độ tăng cao, dao động trong khoảng 26 đến 29 độ. Tại Nam Bộ thì hầu hết các nơi nhiệt độ đều tăng cao trên mức 30 độ. Thời tiết nắng ấm thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân trong những ngày nghỉ cuối của dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió chuyển hướng đông đến đông nam với cường độ là cấp 3, cấp 4. Sóng biển dao động ở mức trung bình khoảng từ 0,75 cho đến 1,75 mét. Mưa rào và dông chỉ xảy ra ở một vài nơi. Riêng khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa thì gió thịnh hành theo hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ là cấp 3, cấp 4. Sóng biển dao động ở mức từ 1 cho đến 2 mét, thời tiết tương đối thuận lợi cho những chuyến ra khơi trong những ngày đầu năm mới này. Như vậy là trong ngày và đêm nay, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động du xuân hay khởi hành để trở lại với những công việc thường ngày với bầu trời hầu như không mưa và hửng nắng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 5 tháng 2 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thank you.